tinh Hàn Sán Lan ấn định ngày chiếu, Triệu Độ Tư và Ngô Lỗi được kỳ vọng. Câu chuyện bi hài cùng phản ứng hóa học bùng nổ giữa Ngô Lỗi và Triệu Độ Tư, tinh Hàn Sán Lan khiến người xem đang rất nóng lòng trông đợi diễn xuất của cả hai. Không để khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, tinh Hàn Sán Lan do Ngô Lỗi và Lộ Tư chủ diễn sẽ chính thức lên sóng từ ngày 5 tháng 7 năm 2022. Sau loạt hình ảnh và trailer thả thính, cuối cùng thì bộ phim cổ trang cũng đã chuẩn bị được chỉnh làng. Phim sẽ được phát sóng độc quyền trên nền tảng Tencent. Bên cạnh hai gương mặt lưu lượng hiện nay, bộ phim còn quy tụ một hệ thống nhân vật khủng với những tên tuổi gạo cội và những gương mặt trẻ đầy tiềm năng như Quách Đào, Tăng Lê, Bảo Kiếm Phong, Đồng Tuyết, Lý Nhuân Nhệ. Drama cổ trang tinh Hàn Sán Lạn được chuyển thể từ tiểu thuyết tinh Hàn Sán Lạn May Mắn Quá Thay. Đây là câu chuyện tình hài hước nhưng cũng làm bi thương giữa nàng tiểu thư thiểu thốn tình thương của Trình gia, Trình thiếu thương Triệu Lộ Tư thủ vai và vị tướng quân trẻ tuổi anh dũng Lăng Bất Nghi Ngô Lỗi. Hai người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió để cùng nhau trưởng thành và tạo nên một tình yêu đầy lãng mạn. Đáng chú ý, loạt những hình ảnh hậu trường giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được đoàn phim công bố trước đó đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Sự phối hợp ăn ý giữa nam nữ chính thể hiện qua những phần cảnh tình tứ mùi mẫn rất tự nhiên. Mặc dù trước đó tinh Hàn Sán Lạn cùng một số bộ phim cổ trang khác đã gây tranh cãi khi bị tố đạo nhái trang phục nước khác, thậm chí có nguy cơ hoãn chiếu, nhưng xem ra đoàn phim đã giải quyết ổn thỏa. Trong những hình ảnh được tung ra có thể thấy tạo hình của Ngô Lỗi trong trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Nam diễn viên sinh năm 1999 vốn sở hữu vóc dáng cao lớn nên luôn tạo cho người xem cảm giác cực kỳ đáng tin cậy. Hình ảnh Ngô Lỗi ngồi cạnh Triệu Độ Tư vòng một cánh tay quá che chở cho cô nàng đã khiến khán giả vô cùng phấn khích, cảm giác như anh đang che chở cho cô gái nhỏ của mình. Đặc biệt, một trong những điều khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa chính là ánh mắt cực kỳ thâm tình của Ngô Lỗi dành cho Triệu Độ Tư. Mặc dù không thể biết được phân cảnh này có nội dung thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này cũng đủ để người xem cảm nhận được tình cảm mà Lăng Bất Nghi dành cho Du Thải Linh sâu đậm như thế nào. Dù chỉ là những bức ảnh từ phim trường, nhưng có thể thấy Ngô Lỗi và Triệu Độ Tư chồng cũng đẹp đôi. Đặc biệt trước đó, Ngô Lỗi và Lộ Tư cũng từng góp mặt cùng nhau trong dự án Trường Ca Hành với vai trò nam chính và nữ phụ. Điều này càng khiến người hâm mộ trông đợi vào diễn xuất và những màn tương tác của cả hai khi cùng đảm nhận vai nam nữ chính trong tình Hàn Sán Lạn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video.